Kênh Vì Miền Sông Nước xin chào bà con và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con các bạn một cái loài cây có vị thuốc trị rất là nhiều loại bệnh ung thư. Mà hôm nay là mình thấy các nhiều cái trang mạng xã hội là như là mấy trang Facebook, trang YouTube rồi đó chia sẻ rất là nhiều về công dụng của cái cây đu chuột. Thì thật ra là cái cây này ở nhà của mẹ mình là trồng cũng rất là lâu, và cũng có một số người ở nơi khác mà đã đến đây rồi mẹ mình cũng cho về cách trị là những cái bệnh ung thư. Như mọi người đã biết thì cái cây đu chuột này thì người ta còn gọi đó là cái cây tàn nhang hoặc là một cái cây mạch lạc. Cái cây này nó trồng, nó không phải trồng nha mọi người, cây này nó mọc hoang rất là nhiều. Nhưng mà xưa thì mẹ của mình nghe tác dụng nó như là thần dược đó, người ta đồn rất là nhiều thì cũng đem về trồng và cũng cho một số người. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cây này, rồi một hơi mình sẽ quay cho thật là kỹ cho mọi người biết, để mà xem mà có thể là nhớ cái cây này, biết cây này rồi nhân giống ra. Thì mình nói sơ qua cái công dụng của cái cây này cho mọi người nắm nha mọi người. Thì cây này đặc biệt là nó trị được rất là nhiều các là bệnh ung thư, như là ung thư dạ dày nè, ung thư bao tử, ung thư gan, ung thư tụy và rất là nhiều loại bệnh ung thư mà mình không có kể ra hết được. Thì cái cây này nó rất là nó dễ, nói chung là mình trị bệnh nó rất là dễ chứ nó không có cầu kỳ nha mọi người. Thì những cái người mà bị ung thư nặng đó thì cách trị như sau. Thì đàn ông á là sáng mình chưa ăn chân nha mọi người, sáng mình không ăn gì hết. Mình có thể là bức mình lấy 7 lá này. Thì đừng bằng người phụ nữ thì 9 lá nha mọi người. Thì mình bức lá này vô gì? Thì mình để vô miệng. Để vô miệng mình nhai. Mình nhai xong để mình nhai từ từ thôi nha mọi người. Để cho mình cảm nhận được cái vị ngọt ngọt của nó, vị chát chát, thì cái vị đắng đắng nữa. Thì xong mình nuốt vô. Thì một ngày mình nhai 7 lá này nha mọi người. Những người mà bị bệnh ung thư nặng đó, mình nhai cái này khoảng 10 ngày. Nhai khoảng 10 ngày rồi mình đi khám lại coi thử là cái sức khỏe mình nó được cải thiện chưa. Bây giờ mình sẽ hái một lá mình nhai thử như thế nào cho mọi người xem nha mọi người. Đây, thử coi nó cảm giác nó sẽ như thế nào. Giờ bắt đầu mình nhai thử nha mọi người. Mới đầu nó vô nó cái vị nó đắng đắng mọi người ơi. Cái vị nó đắng. Nó đắng nó chát nè. Dùm nhai hết trơn luôn à. Nó cũng rất là dễ ăn mọi người ơi, cũng rất là dễ nhai chứ không có gì đâu mà khó khăn. Còn những cái người mà bị bệnh ung thư nặng đó mọi người, thì có thể là phối hợp với cái lá này nhai với nửa lá thạch anh thôi nha mọi người. Tại vì cái lá thạch anh đó mình nhai nhiều vô thì nó sẽ bị là làm bỏng rát cái miệng của mình, cho nên là mình lá thạch anh thì chỉ dùng nửa lá thôi. Thì cũng mình xin nói lại là đàn ông của mình thì nhai 7 lá, còn phụ nữ thì 9 lá. Khi mà cái buổi sáng lúc đó mình chưa ăn gì nha mọi người, thì lúc mình nhai rồi là mình có thể nhai từ từ rồi mình nuốt sát luôn nha mọi người. Rồi khoảng 30 phút thôi, 30 phút là mình có thể là ăn cơm được rồi. Còn cái phần này nè mọi người, phần này nó mọc hoa nè, nó mọc hoa màu tím nè. Lúc đầu lên thì cái cọng này nè, mình cho mọi người thấy rõ luôn cái cọng. Cái cọng này với cái thang. Cái cọng này nè mọi người. Đó. Cái cọng này với cái thang. Mình lấy khoảng 200 g, cái cọng này dính với cái hoa này mọi người, với cái thang của nó. Cái thang của nó mình đổ vô khoảng 2 lít nước, mọi người nhớ nha, 200 g, đổ vô 2 lít nước mình nấu khoảng 30 phút rồi mình nhắc xuống, mình uống độ khoảng là 1 đến 3 tháng chỉ cho những cái bệnh mà bị tim, rồi bệnh viêm gan siêu vi B, bệnh sơ gan cổ trướng đó mọi người, rồi bệnh viêm phổi, rồi bệnh tiểu đường, rồi hở van tim. Nói chung là mấy cái bệnh này vẫn uống được từ 1 đến 3 tháng thì bệnh nó sẽ thuyên giảm. Là
cái cây đua chuột này rất là mừng là nó không có tác dụng phụ nha mọi người. Thì nãy mình nói những cái người ung thư đó, mình cũng xin nhắc lại là đàn ông thì nhai 7 lá, đàn bà thì 9 lá. Nếu mình có cái lá thạch anh á thì mình đưa mình phối hợp mình nhai chung nửa lá thạch anh. Còn nếu không có thì cũng không sao mọi người, không có thì mình cứ nhai 7 lá này, đàn ông 7 lá. Phụ nữ thì 9 lá. Đặc biệt là buổi sáng nha mọi người, buổi sáng chưa ăn gì hết. Rồi nhai xong khoảng 30 phút thì mình ăn uống bình thường. Thì thôi bây giờ mình sẽ quay thật là kỹ cây này để mọi người có khi mà mọi người đi đâu đó thì mọi người thấy cây nhỏ nhỏ thì mọi người nhân giống, hoặc là ở cuối video của mình á là mọi người cứ comment cho mình thì mình sẽ có người ai mà càng đó mình comment ở dưới phần bình luận đi, rồi mình ghi địa chỉ đi, số điện thoại luôn, có gì mình sẽ liên hệ, mình sẽ cố gắng mình giúp đỡ cho bà con, hoặc là mình cho những cái người mà cần thiết đó cái cây con này nè về nhân giống, rồi để trị bệnh cho nhiều người để mà bảo tồn cái cây này, để sợ mà sau này nó mất giống thì cũng rất là tiếc. Tại cái cây này ở bên mấy cái nước mà nước như là Trung Quốc đâu đó người ta rất là quý, người ta nhân giống rất là nhiều, mà mình ở Việt Nam thì mình có nhưng mà mình chưa biết xài. Thôi giờ mình quay cận cảnh cho mọi người xem. Mọi người xem cái video này nhớ là chia sẻ để mà cho mọi người đều biết, để mà giữ lại cái giống cái cây này nha mọi người. Hoặc là những người nào biết rồi đó thì bình luận, có thể là chị thêm được bệnh gì, cái bệnh gì đó thì mọi người cứ bình luận ở dưới để cho mình biết. Còn người nào cần thiết thì liên hệ với mình để cho địa chỉ, số điện thoại, có gì mình sẽ vận động những cái người vòng vòng nè, rồi mình sẽ gửi cho, hoặc là mình sẽ cho cây giống để về mà nhân giống để trị bệnh cho những cái người, cho cái bài thuốc này nó phổ biến để giúp ích rất là nhiều cái bệnh nhân, mà nhất là những bệnh nhân nghèo mà không có tiền trị bệnh đó mọi người, nó cũng rất là cần thiết. Thôi để mình quay cận cảnh cho mọi người thấy sát cái lá này luôn như thế nào, quay cho nó gần á, mọi người dễ biết cái cây này. Thì mình thấy mấy cái trang kia thì người ta quay cũng không có được gần cạn cảnh không. Bây giờ mình quay cho mọi người xem nha mọi người. Đây như mọi người đã thấy nè, nó mọc thường nó quang quá mọi người. Nó mọc ở gần gần mấy bờ ao nè mọi người. Đó. Cũng ở ngoài ruộng chứ không có, mà cũng gần nhà, nếu gần nhà mình đem vô trồng gần nhà thì mình dễ thu hoạch, dễ hái chứ không có gì mọi người. Đây là những cái con nè. Đó, cái con thì mọc như thế này nè. Đó, nó mọc đây. Đó, cái lá nó gì đó mọi người, cái đa lá nó có hình răng cưa. Đó, đây là cây nó mới nhỏ thôi. Còn đây là cây nó lớn rồi nè. Mà nó còn phát triển nữa nha mọi người. Đây là cây lớn, nó còn phát triển nữa. Đây, nó cũng chưa có lớn hùng. Nó phát triển nó cao cũng khoảng trên 1 mét đó mọi người. Vì nó cũng rất là lớn. Mà không biết cái thời gian sống nó lâu không thì mình cũng không biết nha mọi người. Rồi đây, mình quay cận cảnh cái lá cho mọi người xem nè. Đó, cái lá này gì? Nó có hình răng cưa màu xanh. Màu xanh biếc rất là đẹp, xanh đậm luôn. Còn đây là cái cọng nó chỗ lên nó giống hình đua chuột đó, bởi vì người ta kêu cái cây đua chuột đó mọi người. Là cái bông nó màu tím. Màu tím rất là đặc trưng. Đó, cái bông nó màu tím. Nó lên như là hình đua chuột vậy đó. Nó già cái nó rụng, cái trong đây chắc mình nghĩ là nó có hạt nó sẽ lên. Còn cái lá nó sẽ như thế này. Mình quay cho mọi người xem mà sau này mình nhìn cái mình dễ biết lắm mọi người. Cái lá hình răng cưa đó, cái lá đây nó độc, nó mọc ngoài bờ ruộng đó mọi người. Đây toàn thân nó luôn cho mọi người xem đó. Đặc biệt là mình không có thấy trái nha mọi người, nó có bông gì đó. Đó, cái lá già dưới là lá già nè. Đó. Đặc biệt là cây này trị tất cả các bệnh ung thư nha mọi người. Mình cũng xin nhắc lại, sáng chưa có ăn gì hết thì đàn ông thì 7 lá, phụ nữ thì 9 lá, nhai vào buổi sáng. Xong rồi 30 phút sau mình có thể là ăn cơm bình thường.
nhai ra 10 ngày nha mọi người. Mấy người bị ung thư nặng thì nhai 10 ngày bắt đầu đi khám lại xem sức khỏe của mình được cải thiện chưa. Còn những cái trường hợp nào mà bị nhẹ giống như là bị bệnh như xơ gan cổ trướng, rồi các bệnh về tim, hở van tim rồi đó mọi người, tim mạch đó, rồi bệnh tiểu đường, thì mình có thể dùng cái đuôi này nè, cái đuôi chuột nè, cái hoa của nó nè, với cái thang, phối hợp với thang thôi. Mình nhắc lại là 200g, rồi mình đổ 2 lít nước vô, mình nấu, mình uống thay nước hàng ngày đó mọi người. Nấu mình uống thay nước. Nó trong vòng 1 đến 6 tháng thì mình đi khám lại coi bệnh tình của mình sẽ thuyên giảm rõ rệt. Đó, mình quay cận cảnh cho mọi người xem, mình cũng xin nhắc lại. Còn những trường hợp bị bệnh ung thư nặng thì đàn ông sáng 7 lá, còn phụ nữ thì 9 lá, mình nhai trước khi mà ăn cơm, khoảng 30 phút thì mình sẽ ăn cơm. Thì mong rằng qua cái video này mọi người chia sẻ rộng rãi để tất cả mọi người đều biết cái cây đuôi chuột và tác dụng thần kỳ của nó. Chia sẻ cho rất là nhiều người biết, hoặc là mọi người comment rồi ghi số điện thoại rồi địa chỉ, mình có thể là cho cây hoặc là chặt sẵn sẽ gửi cho mọi người. Mọi người chia sẻ cụ thể nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chúc mọi người xem video vui vẻ, vui vẻ và có một cái bài thuốc rất là hữu ích để chia sẻ cho những người bị bệnh. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chào.